Đây là cái tác phẩm sau khi anh Dũng đã hoàn thiện Ký Đá, một cái tác phẩm cây xanh làm đúng theo cái lối hồ phụ sinh hồ tử. Thì chúng ta cùng nhau quan sát xem là cái các bước mà anh Dũng anh Ký Đá tiến hành như thế nào, thì xin mời quý vị chúng ta sau đây cùng xem anh Dũng Thanh Hoài sẽ chế tác tác phẩm này từ đầu đến cuối cho quý vị. Quý vị cùng xem nhé. Vâng, chào anh Dũng Đá. Hôm nay anh Dũng Đá Thanh Hoài bắt đầu chế tác một cái cây bonsai nhỏ cho bonsai Đinh Vượng. Hôm nay để anh phải diện thất đẹp. Đây là một cái tác phẩm mà để quảng cáo cho nghệ nhân. Nào, đang có ý tưởng là hộ phụ sinh hô tử. Đây, một ăn cắp bản quyền. Đấy, thì hôm nay từ từ dùng lại rơi bắt đầu nghệ nhân bây giờ. Đây, thần quyền nào. À cái phải có khi thay cho cái máy treo máy cổ. Đấy, hôm nay em chỉ cần một ngón tay út em đưa được lên đấy rồi. Đây là cần cẩu đấy. Đấy, cần cẩu di động. Đấy, bây giờ hai nghệ nhân đang bắt đầu ghép đá, đục gốc, ghép đá. Xem là nó có ra cái vấn đề gì không đây. Trong cái quá trình xử lý tiếp tục. Bây giờ đang trước khi cho vào đá là phải đục đẽo làm sao để cho nó ăn khớp với đá. Cho nó khít vào là với đá này. Phải khít như cậu với mợ đó. Đấy. Nhìn nó hở bong canh cái góc cái rễ ra nhìn nó nhẹ nhàng. À, đang ép rễ vào những cái lộ đường chạy. Tí nữa khắc xi măng vào mịn hết, kín hết. Coi làm gì mất cây rồi. Giao dịch mất cây rồi. Đã làm đẹp quá xong cái là lại mất cây rồi. Chẳng công nhận cây nó có duyên về đất đổ. Đá đủng bên đây nữa. Đấy, tạm thời nó mới như thế này đúng không? Màu đá xong phải thêm những cái màu đá vào. Đưa lên chân của nó. Đưa lên chân kết cấu với tổng thể đúng không? Đó là hơi nghiêng nghiêng nhỉ? Rồi tí chỉnh con đá này. À chỉnh để cho nó cân đối. Chỉnh cái này. À đúng rồi. Đúng đá rồi. Càng siêu lấy dáng cây cân này. Ví dụ siêu này thì hòn đá càng có chiều sâu. Đúng rồi, đá năm sáu đạt đến này. Đây là tiêu. Cân đối. Một là lên mới chỉnh sửa tiếp. Không ngờ mà Đức giờ là tình nó lại mắng cả mình được. Đúng là chịu thua thật rồi. Hôm nay mình làm sai cái việc ấy rồi. Ờ đấy anh định để con tư rồi nhưng mà sợ là vương vướng anh lại cắt. Sang được là mắng thật đấy chứ, đúng là mình bây giờ bị mắng thật rồi. Đúng là mất tiền oan với cái con tử ấy này. Chết. Ui giời, quả hổ phụ sinh hổ tử này. Con này ác chiên đấy. Ôi giời ơi. Nhìn biết là đã đá thủng lung tung như kia. Viên đá này treo chênh vênh nhỉ. Bốn phiêu bốn. À, lại làm thêm cái đuôi à? Làm thêm cái đuôi. À đúng rồi, xong cái tử ở đây nó che luôn hòn đá đấy. Năm nào cho con tử nó có cái chỗ là phát triển nó bay ra là được. Thoải mái. Cắt lỗi. Mình cắt con tử sang cái mà Đức nó mắng mình ghê quá. Đức nhờ thế này mà con tử mà cắt xịn thì còn ác ô nữa đấy. Lại bản thớ anh để lại cắt cho nó. Chưa có tiền mình. Đang chưa tiền mình cái tử ghê quá. Xi măng đang có thừa cho nên là cứ đắp xi măng thay đá. Quá ra lại đẹp. Phải bình tĩnh, phải từ từ xong đã. Này sau khi anh Dũng anh chế tác Ký Đá xong thì tác phẩm đã hiện nguyên hình. Trong này nó là mặt trời đấy.
Vâng, đây cái này thì nó gần như là chơi tứ diện hai mặt đều đẹp như nhau. Hôm nay mới khô xi. Tối hôm qua thì làm anh em làm đến 11 giờ đêm. Ăn cơm xong thì ngồi tranh thủ anh em nghiên cứu và đưa ra chế tác công việc. Đến 11 giờ đêm mới xong thì hôm nay bắt đầu mới tháo các gồng xương xích ra. Khô xi rồi, bắt đầu mới quay lại cho quý vị xem. Cái lét đá của anh Dũng. Rồi giả hóa đá hết rồi. Nó như đá hết một lượt rồi. Cả hai mặt này, mặt trước mặt sau đều rất ok quý vị ạ. Mặt này thì cái chiên đá chạy từ trần chạy lên. Quá tuyệt vời. Thời tiết nắng quá. Cái này là phải có một cái phông lên thì nó mới đẹp. Vì do ánh nắng nó cũng bị chiếu, nó tối. Rất tối. Rồi lét đá thì đến bây giờ cũng đã xong. Xin cảm ơn anh Dũng Đá đã tạo tác cho Bonsai Đình Vượng tác phẩm đá ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Anh Dũng đứng vào cái cây đi để em đấy, anh đứng cạnh đấy. Thế chào anh em, cháu đi Vượng nha. Vâng, chào anh em yêu nghệ thuật bonsai trẻ cả nữa. Đây, hôm nay anh Dũng Đá đã hoàn thành tác phẩm cho Bonsai Đình Vượng. Xin cảm ơn anh Dũng, anh đã chia tác cho em nhé. Rồi, xin cảm ơn chú. Vâng, dành cho anh một cái tác phẩm này anh diễn. Một tác phẩm anh diễn quá xuất sắc, quá đẹp. Để nuôi thời gian bung răm nó lên là đẹp. Và rồi xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cuốn video tiếp theo.